Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh thực tế 2018 Honda Super R 250R và Super Hornet 160R. 2018 Honda Super R 250R và Super Hornet 160R với những thay đổi mới về phần diện mạo rất đáng được quan tâm trong làng xe bánh năm mới. Hãng mô tô Honda Ấn Độ vừa tiết lộ hai cái phiên bản cho năm 2018 là Honda Super R 250R và Super Hornet 160R tại cái triển lãm Auto Expo. Cả hai mẫu xe được cho là những sản phẩm được rất nhiều người đam mê mong đợi. Trong đó, cái phiên bản Super R 250R 2018 được Honda tăng thêm cấp độ đạt tiêu chuẩn khải cao nhất PSIP cho động cơ. Ngoài phiên bản 2018 còn có được trang bị thêm đèn flash dạng mới, đồ họa mới và hai tông màu mới gồm màu vàng sao hỏa và màu xanh lá cây. Bên cạnh các màu vàng thể thao, đỏ thể thao và màu cam retro, xe tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc VFR. Cung cấp sức mạnh cho các phiên bản năm 2008, Super R 250R là cái động cơ 249.6cc, động xe đơn làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp. Hệ thống động cơ này có khả năng sinh ra công suất tối đa 26,5 lực tại vòng tua 8.500 phút, mô men xoắn cực đại 22.9 Nm tại vòng tua 7.000 phút. Đi kèm với động cơ là hộp số sơ cấp, các thành phần chuyển động vẫn giữ nguyên như thời trước. Đó là cái bộ phục ống lồng trước và giảm sốc liên kết rồ lim ở phía sau. Bộ vành cỡ 17 inch cho bánh trước 110 và bánh sau 140. Cả hai đều có lốp không sầm. Chịu trách nhiệm hãm tốc là bộ phanh đĩa trước 296mm và phanh đĩa sau là cỡ 220mm. Với hệ thống chống bó cứng phanh ABS kép, dự kiến Honda sẽ sớm công bố mức giá bán cho phiên bản năm 2008 Super R 250R trong 2 tuần nữa. Cùng với cái phiên bản 2018 Super R 250R là một cái sản phẩm mới Super Hornet 160R. Cái mẫu xe này cũng được trang bị đèn pha dạng LED. Đây là trang bị lần đầu tiên trong phân khúc xe này của Honda. Ngoài ra xe còn có thêm tùy chọn ABS. Dự kiến Honda Super Hornet 160R 2008 là mẫu xe thứ hai của Honda trang bị ABS. Bên cạnh đó, xe còn có những đồ họa mới, các cụm đồng hồ nền màu xanh đen. Xe có thêm màu mới là màu vàng kim loại và 4 phiên bản tùy chọn khác nhau gồm phiên bản tiêu chuẩn, CBS, ABS và ABS Deluxe. Các thành phần cơ khí của phiên bản Honda Super Hornet 160R 2008 vẫn không gì thay đổi, với phục trước là truyền thống và giảm xúc đơn sau. Cung cấp sức mạnh cho xe là cái bộ động cơ HET Standard dung tích 162.71cc. Động cơ sinh ra công suất đa 15.25 mã lực tại vòng tua 8.000 phút, cùng với đó là mô men xoắn cực đại 14.76Nm tại vòng tua 6.500 phút. Động cơ này đi kèm hộp số nâng cấp. Các cụm đèn pha dạng LED của xe còn được tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điện tốt hơn. Và giá bán của phiên bản 2008 Super Hornet 160R chưa được Honda niêm yết cho bán. Cảm ơn bạn theo dõi này tiếp, nhớ like, share, subscribe.